canh gì. Cái này á, mà nếu mà ta nói mà văn qua đa cao chút xíu á, mà ta chửi nhau á, không ai mà chửi sổ sàng hết á. Bây giờ ta chửi bằng con số mà. Cái đồ 21 và 11. Đó, biết chưa? Đó. Không. 11. Mở quà đi, mở quà đi. Mở quà hết đi, mở từng người cho vui. Mở quà đi. Thế dùng là quà này giá trị dưới 1 tỷ. Anh đi, anh đi mở con anh đi. Mày mở em này đó. Nhưng mà em có thể luôn. Được luôn. Đó cái nghĩ ai bán này nó được. Mày xé luôn đi cái phần nó đẹp gì. Trời ơi. Ngày mai đi. Nó bối rối, nó bối rối. Ai bán rồi. Lần đầu tiên được tặng quà. Lần đầu tiên là chuyện ấy. Ê. Đâu ơi hãy mỉm cười vì những người mình yêu thương. Cười không giải quyết được gì, khóc cũng không giải quyết được gì, nhưng ít nhất cười sẽ khiến mình đẹp hơn và người thương yêu mình yên lòng hơn. Giờ lên cười cái con quay mấy quà đây coi. Cười tích cơm á. Rồi, tiếp đi, tiếp đi. Đúng rồi, bao qua truyền cảm như là truyền nhiễm. Ba, tài, số, tài. Bây giờ tới thằng Ân. Sao kể trái phải đi xếp, chứ để gì lâu lắm. Bây giờ không, như vậy thì phải ngồi vô hết đi. Anh, Trần đâu? Quỳnh Anh ngồi vô đây. Em ban tổ chức. Cho sếp. Ban tổ chức thì dứt, chót thôi. Trần đâu? Trần đâu? Trần đâu? Trần ơi. Chửi luôn đi. Chị vô ngồi đây. Chửi gì không biết để chị sợ máy lên. Hạnh Hạnh có chơi số đề không? Có. Chị số 20. Ôi. Số 21. Hai thằng ngần. 20 trước mặt kìa. 21 20. Ôi bự quá anh ơi. Ôi chị hồi anh ơi. Trinh xài dùm. Cui ơi nha, đừng có nhà nha. Nếu mà nó rơi vào hoàn cảnh kia thì để là để dành làm khẩu trang. Trinh ơi. Hổ luôn. Vừa vừa của chú không? Vừa quá. Kẹo. Bé Hiền. Hồi xưa không biết bà mụ nào móc miếng nè. Coi chữ ký của anh Giang nằm hướng nào. Biết rồi, biết rồi. 69. 69. 69. Anh Giang ký lên đúng chiều. Đúng chiều. Này nó chơi lô tô. Dầu em. Sếp, sếp tên là thấy gì
Đừng có hỏi chai dầu từ ngang nha. Sếp của em đang sợ, không biết là chúng nghe mưa, em biết là xài sao đó sếp. Bữa nay gần mùa Giáng sinh rồi. Áo mưa hình tháp. Kéo đi, ấy kéo đi, kéo. Áo mưa hình tháp. Cái đồ dởm mà sao mà khóa kỹ đó. Hàng chỉ giá dưới 1 tỷ mà. Kìa. Nè kéo nè. Nhưng mà mấy đứa đừng có quay cái cảnh mà chị Hiền đang xé bao nha. Bảo thấy nó sợ. Móc ngắn chìa khóa. Yeah. Cái gì vậy? Ai bác hả? Cái gì vậy? Kẹo. Rồi quay qua luôn chị ơi. Sô-cô-la. Sợ đau lưng, sợ đau lưng. Có xà lông bát. Dạ. Có xà lông bát hả? Ủa có xà lông bát thì luôn hả? Mấy cái phụ họa đi. Vô bên dưới hả? Ê, tới bây giờ là tới dương vật chính, nhân vật chính. Xin lỗi. Tôi hay không nói liệu. Số 15. Này ai bốc số nào về em mua số đó đi nha. 15 chiều rồi, đánh có đề 15. Có đúng không? Quà đẹp, quà đẹp nè. Quà đẹp nè. Quà đẹp nè. Quà đẹp nè. Bơm. Chua. Rồi. 19 là 4. Chua. 19 là 4. Mày phải nhớ không đó. 15 chua quà. Có quà đi. 15 chua. Có gì đâu, có kéo đi em. Hỏi cần lấy chua. Mình lấy cái đồ. Có bạn đi làm chứng khoán gì vậy? Trời, cái này bóc phải... Kỳ quá trời ơi, đẹp quá trời ơi. Nó đặt những cái câu này. Có quá. Trong món quà to to, có món quà nhỏ nhỏ. Trong món quà nhỏ nhỏ, có món quà to to. Có chừng móc quà, móc quà còn như đây. Có chừng BCS chết chết. Không, bao su không đâu, con nói không chơi bao su đâu. Bao su được á. Trời ơi, có tâm gai, có quà. Có tâm, có dẻ. 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 Rồi, rồi, rồi. Chưa. Cái đó là cái hình ảnh thôi. Có gì không? Mở ra chị, mở ra chị. Có gì không? Còn gì nữa không chị? Có hộp gì không? Ồ, bóc khỏe, bóc khỏe. Bữa nay là sinh nhật của két sắt, nó nhiều khóa rồi. Nay mai phải sắm thêm 3 két. Hay quá. Alo. Rồi, cảm ơn. Đúng người luôn. Bây giờ tới tiếp. Thêm nữa, thấy không? Hai đứa trai và thêm đứa gái nè. Ngày hôm qua quyết định rồi chứ không phải là bữa nay nữa đâu. Hôm qua quyết định rồi. Phạm Công cúc hoa coi đà không hợp, cúc hoa đình thác để lại hai con, đứa nghi xuân đứa thì tấn lực, nhờ chờ giúp sức hai trẻ lớn khôn, ráng ở với gì sớm hôm mạng cháu con số 6. Một lô 3 cái hả? 3 cái hay 6 cái? Sai gì? Nhìn cái khóe em biết rồi. Sai không? Chị Hiền cái bút lô 3 cái. Biết sâu. Biết sai. Lừa đấy. Anh cũng phải. Đập hộp. Đập. Kệ cho ta thấy mình ăn nhậu dữ dội. Cho nó sống tủ, dỗn đâu có gì để ăn đâu. Gì vậy? Dạ. Đừng có nói xét tôi nha. Ủa, hay đó.
thăm là của mày làm đúng không? Mày đừng có hối hận khi mà mày ra cái thăm này á. Bất chợt á thì nhiều khi mình không có nhớ được hết. Anh cứ nói số đi. Ta đọc ra. Con số gì đây? Suy nghĩ lỡ ra con mấy con. Anh nhảy em cũng nhảy. Là con số 7. Con số 7. Số 10. Đất nước Sa Giang thiền ai mà buông lái. Hai câu nhân ái tình nghĩa chúng mình mà đành tâm mà gian dở lỡ nghiệp cậu duyên con mười nguyên. À. Giang khoan bóp. Cho đừng có cho tao chai gheo. Em cứ gặp lại mua cho không xài. Mày công bằng luôn cái này nó nhắc nguyên. Tao đảm bảo luôn hàng này là ngân hàng nó cho nguyên rồi chứ mày. Không có. Con thể. Quá đẹp luôn. Ồ. Cái hàng này là không có tốn nào luôn nè. Phải điều tra chắc đúng chắn luôn. Quy định nào là đi cái ly này đó. Khai thiện đi. Anh đừng có hỏi tại tôi biết rồi nhưng mà tôi không biết rồi, em không biết rồi. Không phải anh nhưng mà biết rồi. Hình như thấy mặt nguy quanh nó tái. Tới chú Hành, tới chú Hành. Hàng của ông Sơn hả? À, của anh Thành là số 12. 12. Chua. Cho mình nè. Lột ra cái này và thấy ly là tăng luôn á. Trung độ luôn á đúng không? Màu ly uống bia, giờ tới ly uống rượu. Giờ lại cái ly nữa là rót. Giờ ly rượu đế nè. Mất luôn, hai người cùng đế mà ly nữa nè. Thầy con nữa. Nãy giờ rách nước quá trời. Này chị Hương nè. Chú Huy tàn bạo quá. Ông thô bạo quá. Wow. Cái này không phải rồi, cái này đúng lên luôn. Bạo lạ thôi. Hồi nãy giờ mới thấy đây ý nghĩa của nó. Của lạ. Anh Thanh lắc. Đá đi chú. Ờ nó chiếu chiếu. Ông có bị bật trên sân không mà rung dữ vậy? Không phải. Nó có chiếu chiếu nè hả? Nó quay luôn kìa. Chiếu cái tay ăn rung luôn kìa. Cái này đúng là của lạ. Bây giờ tới anh Long đúng không? Yes. Cảm ơn sếp. Ông ơi, cái người mà làm thăm là mình biết người ta như thế nào rồi. Nói chung là không có đường rộng rãi lắm. Kim chỉ ra lửa quá. Của anh Long là 23. Hết số luôn. Hết số. Cái này là tới sáng luôn á. Nước cam. Tại tôi thấy nhọn. Vậy là ôi
Dạ có. Dạ có luôn mà. Đó lần sau. Đâu không phải đó. Chồng thị Mỹ Châu thì sao? Cho tôi nghĩ giải lao được không? Tôi mệt. Chắc Long Ngọc. Chồng thị Mỹ Châu, cái câu chuyện mà của Trọng thị Mỹ Châu á. Chắc Long Ngọc. Ủa, à, gửi cho tâm cho nó cũng không, không, Trọng thị Mỹ Châu là yeah, ngay cho phụ thân nhiều điều quý khó. Lại đi, nó muốn dữ lắm. Con số 4. Con số 4. 24. 24. 24. Cái này mà hết số. Số mấy? Số 4. 24. Tôi có 24 đâu. Số của con chưa có móc.